Hi, em xin chào tất cả mọi người, đồng bào người Việt Nam mình trên toàn quốc và cả nước ngoài. Nhất là em quay cái clip này em gửi đến chị Lisa ở nước ngoài và tất cả các anh kiều bào đã nhập cư, đã nhập quốc tịch ở nước ngoài. Hôm nay em quay cái clip này là để em khuyên anh chị và em có những lời chia sẻ đến tất cả mọi người trên mọi miền đất nước, nhất là người Việt Nam mình. Đừng bao giờ hoang mang đến cái loại cá chim trắng mà ông thầy Thích Trân Quang đã phóng sanh 10 tấn cá. Mà em nói đây á, là 10 tấn cá chim đó, không phải là 10 tấn cá chim không đâu. Trong 10 tấn cá đó thì nó lộn xộn rất là nhiều thứ cá, chứ không phải là cá chim không. Và hôm nay em là người Thiên Chúa giáo thì em đứng ở kệ giữa, em nói như thế này: chị Lisa và các anh gì đó lên chửi ông thầy đó quá trời, và Nguyễn Hương cũng lên chứng minh rằng cái loài cá nó rất là nguy hiểm, thì hôm nay á em cũng chứng minh lại cho anh chị nghe, 10 tấn cá đó có thả xuống dòng sông Hồng thì nó không có tồn tại được bao lâu đâu. Tại vì một người thả, một người bắt, thả đằng trước bắt đằng sau thì không bao giờ cái loài cá nó có tồn tại. Hiện giờ cái người Việt Nam mình đánh bắt cá bằng nhiều cái thủ đoạn rất là phong phú, nổi mà cái vụ chích điện nè, thả lưới điện nè, kèo là cào lưới điện nè, còn đủ thứ nhé, dùng cái đồ điện không mà kéo lưới bằng điện nữa, một cái tay lưới kéo nó hàng chục tấn cá mà bằng điện thì con nào mà còn sống sót. Cho nên á, anh chị á đem cái những cái đầu óc phong phú của anh chị ra, những cái trí tưởng tượng nó rất là quy mô và trầm trọng của anh chị ra, rồi anh chị đem những cái ngôn ngữ đó, những cái mà suy nghĩ nó quá trầm trọng của mấy anh chị, rồi mấy anh chị diễn tưởng ra cho người Việt Nam mình phải hoang mang. Người ta làm nhưng người Việt Nam không hoang mang, nhưng mà nổi cái ngôn ngữ, những cái phát biểu của anh chị lên làm người Việt Nam phải hoang mang. Anh chị hiện giờ anh chị đang quấy phá cộng đồng của người Việt Nam, chứ không phải mấy anh chị tốt lành gì. Nếu đứng theo cái vai trò của em á, nếu anh chị biết như vậy tốt hơn anh chị đừng nói gì hết, tại vì ai làm người đó chịu. Con người sống, có sống là phải có chết, có sanh thì phải có già. Ai làm xấu người đó gặp xấu, ai làm ác người đó gặp ác. Còn nếu mà anh chị cứ phô bày làm như đó, làm cho cộng đồng người Việt Nam của mình phải hoang mang, phải lo sợ, đó là anh chị đã tạo nên một cái nghiệp rất là lớn cho anh chị, nó không tốt lành gì cho anh chị hết. Còn nếu anh chị có bản lĩnh thì đem những cái mà anh chị học hỏi được, những cái quy thế quy lực của anh chị đó về anh chị trấn áp lại những người đó, và anh chị phải làm mọi cách gì đó, anh chị phải vươn cao lên và phải cứu đất nước Việt Nam này bằng những cái hành động chứ không bằng những cái ngôn ngữ. Ngôn ngữ ai nói cũng được hết, em nói vẫn được, anh chị nói vẫn được, và đứa bé 3 tuổi nói cũng vẫn được. Nhưng tốt hơn em phi anh chị đừng nói gì hết, vì những cái tưởng tượng phong phú và quá trầm trọng của anh chị nó không gây được cái sự im điềm im đẹp cho đất nước mình, mà nào là anh chị đó vô tình khởi động lên những cái hận thù, những cái chiến tranh cho người Việt Nam và sa thải người Việt Nam. Anh chị nghĩ cái chuyện mà phóng sanh có 10 tấn cá nó đâu có gì là quá trầm trọng đâu, mà anh chị á, diễn tả ra rồi anh chị nói cho nó quá đáng lên, cho nó quá nghiêm trọng lên, gây cái sự hoang mang cho người Việt Nam. Cái ông thầy chùa đó ông thả cá không gây hoang mang cho người Việt Nam, mà chính anh chị diễn tưởng ra, anh chị nói nó quá phong phú, cái sự tưởng tượng của anh chị nó quá lớn, nó quá trầm trọng, đem những cái ngôn từ bất an đến cho nhân loại, cho nhân chúng của người Việt Nam và cả người nước ngoài. Anh chị nói đi, anh chị cũng là người Việt Nam sanh ra mà anh chị đem những ngôn từ đó mà giết hại người Việt Nam thì người nước ngoài xem anh chị là cái người gì, người gì? Anh chị nghĩ cho rõ. Cái cả clip của anh chị quay, những cái video của anh chị quay lên mắng chửi ông thầy đó, đó là một cái tội lỗi rất lớn. Tại vì luật nhân quả, bệnh người nào người đó biết, ác người nào người đó chịu. Còn anh chị nói là nào là tôn giáo này là kia nọ, rồi anh chị đem những cái hận thù đó rồi chích đào vào đầu của người Việt Nam cho người Việt Nam tàn sát lẫn nhau. Ông thầy đó ông không làm như vậy, nhưng mà chính anh chị đã làm như vậy, chính anh chị đã xúi giục người Việt Nam phải cắn xé với nhau,
đồng loại ăn thịt đồng loại, chính là anh chị, nhất là cái chị Lisa đó. Chị chữ cái người Việt Nam nào là ngu đần gì tùm lum hết. Người Việt Nam không ngu, nhưng mà người Việt Nam sống về lý trí. Mỗi người có nhận thức khác nhau. Chị nhận thức kiên của chị, chị cũng là người Việt Nam, chị sanh đẻ ra từ ở Việt Nam, chị biết ngôn ngữ người Việt Nam, chị chữ người Việt Nam như thế thì khác nào chị cũng như vậy. Chẳng lẽ em nói cho chị nghe nè, và các ngoài chị Lisa ra, còn các anh chị khác nữa cũng ở kiều bào, cũng ở nước ngoài định cư, nhập cư nước ngoài, thì em nói thẳng luôn, thí dụ như con chó điên nó cắn anh chị một phát, chẳng lẽ anh chị phải quay lại cắn con chó điên nó một phát hay sao? Thì vốn dĩ anh chị cũng giống như con chó đó. Em nói thẳng, anh chị phải biết rằng người văn tộc Việt Nam, cuộc sống ở người Việt Nam, người ta có cái phương kế, người ta sống riêng của người ta, không cần anh chị phải nói. Còn cái về chính trị của nhà nước thì để nhà nước lo, không lo can gì đến việc của anh chị. Nếu anh chị có ngon, anh chị đem những cái quyền lực đó về chấn động lại, đình ổn lại cái đảng cộng sản hoặc là cái gì đó. Còn đằng này anh chị không có làm được cái gì hết. Anh chị nào phê bài rồi chửi mắng đảng cộng sản đủ thứ hết. Hồ Chủ tịch Hồ Chí Minh anh chị lôi ra anh chị chửi người ta, anh chị làm gì có đúng không? Anh chị như là một người dân thì anh chị không có quyền gì mà xía đến bất cứ việc gì của ai hết. Mỗi người một cuộc sống khác nhau. Anh chị cứ nói những cái phô trương, đem những cái diễn văn đó, anh chị nói cho người Việt Nam phải hoang mang, rồi người Việt Nam giết người Việt Nam, rồi hận thù và tranh chấp được cái gì? Anh chị chết anh chị mang theo được gì mà anh chị nói chi cho bất lực vậy? Nói chi cho nó cố lên vậy? Học cao hiểu rộng có trí thức mà hiểu không sâu. Biết rằng anh chị nói những ngôn ngữ đó đó để cho người Việt Nam ta biết cái xấu cái tốt của mọi người. Nhưng mà anh chị đâu có nghĩ lại rằng người Việt Nam mỗi người ta có một cái nhận thức riêng, người ta có đầu riêng, người ta có tư duy riêng, chứ không giống như anh chị. Anh chị lên anh chị nói mà anh chị chữ cộng đồng Việt Nam chữ này như thế nào, đần độn rồi mê tín gì, ai mê tín? Không ai mê tín cả. Luật nhân quả về cái sự tuần hoàn của luật sự sống, có sống là có chết. Anh chị chết lúc nào tôi không biết, mà tôi chết lúc nào anh chị cũng không biết. Anh chị đừng nói gì hết. Còn cái chuyện tương lai thì để tương lai tính. Còn hiện trạng bây giờ thì anh chị cứ lo niệm Phật mà để cầu giao vị, niệm Chúa để Chúa rửa tội cho mọi người đó. Cái đó là mẹ anh chị mới có lòng tốt. Em phiên anh chị mong điểm như thế. Còn đây này anh chị cứ chửi người này chửi người kia, mang vào cái nghiệp mà không hay, mà tưởng như anh chị giỏi lắm à. Cái chuyện tương lai thì để tương lai tính. Tuổi già chết đi thì tuổi trẻ nó tấn lên, thằng này ác rồi còn kia thiện, chứ đâu phải mà nó chết hết. Mình chỉ nói gì cho một cộng đồng Việt Nam ta hoang mang vậy. Những người dùng sâu dùng sao người ta đánh bắt cá người ta sẽ hoang mang, nhưng mà anh chị đâu có biết người ta dùng lưới người ta xiệt mấy con cá nó chết hết luôn. Ta kéo điện ta chết không còn một con. Chứ đừng nói gì mà anh chị đem ra diễn văn nào khoa học diễn tưởng ở nước ngoài nào tùm lum á, nó bậy nó bạ không. Em phiên anh chị hãy cố mà bình ổn cái tâm mình lại và tự mình cứu mình đi, đừng có nói gì nhiều hết. Tự mình cứu mình là hay hơn. Em phiên anh chị một điều, nhất là chị Lisa đó, chị rất là hổn. Sau này chị coi chừng chị á, cái nghiệp đến với chị á, trong nay mai á.